Điểm tin tối mùng 3 tháng 8, Sporting quyết tâm giải cứu Ronaldo. Mời các bạn đến với những tin tức đáng lưu ý, mong rằng các bạn sẽ tìm được những thông tin hữu ích. Sporting Lisbon quyết tâm chiêu mộ Ronaldo. Theo The Sun, Sporting Lisbon sẵn sàng trải thảm đỏ để đón Cristiano Ronaldo trở về nhà. Trong bối cảnh anh kiên quyết muốn ra đi để được tiếp tục chinh phục giấc mơ Champions League, thì đội bóng đến từ Bồ Đào Nha hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của CR7. Phil Foden được tăng lương khủng ở Man City. Theo Daily Mail, Phil Foden và Man City hiện đã đồng ý một thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ ký hợp đồng 6 năm với mức lương được tăng gấp 7,5 lần so với hiện tại, từ 30.000 bảng một tuần lên thành 225.000 bảng một tuần. Mức lương cực khủng này sẽ giúp Foden lọt top những ngôi sao hưởng lương cao nhất ở Man City, xếp sau De Bruyne với 400.000 bảng một tuần, Haaland với 370.000 bảng một tuần, Jack Grealish với 250.000 bảng một tuần, John Stones với 250.000 bảng một tuần. Chelsea sắp sở hữu Marco Cucurella. The Blues đang hoàn tất hợp đồng trị giá 50 triệu bảng dành cho Marco Cucurella sau khi đàm phán thành công với Brighton vào đêm thứ ba. Cầu thủ 24 tuổi đã đồng ý gia nhập đội bóng chủ sân Stamford Bridge và đang chờ những thủ tục pháp lý để hoàn tất những khâu cuối cùng. Mbappe chọn đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại. Mới đây, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG đã đưa ra đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại. Theo đó, đội hình này thi đấu theo sơ đồ 4-4-2, thủ môn là Buffon, hàng hậu vệ bao gồm có Roberto Carlos, Maldini, Ramos và Cafu. Ở hàng tiền vệ là những cái tên là Neymar, Zidane, Ronaldinho, Messi. Cặp tiền đạo là hai siêu sao cùng tên, Cristiano Ronaldo và Ronaldo de Lima. Man City nhắm sao Anderlecht. Man City được cho là đang quan tâm đến Sergio Gomez của Anderlecht và hy vọng chiêu mộ thành công cầu thủ 21 tuổi ngay trong hè này. Nhà vô địch Premier League đã theo dõi cầu thủ trẻ này rất nhiều và xem Sergio Gomez như một cầu thủ có nhiều tiềm năng. Chelsea và Tottenham tranh xanh Maximan. The Blues và Spurs được cho là đã thương lượng với Newcastle về việc ký hợp đồng với Alan Saint-Maximin. Những đội bóng đến từ Premier League cộng với một số ông lớn đến từ châu Âu đang rất quan tâm đến ngôi sao chạy cánh này. Theo The Athletic, Newcastle định giá Saint-Maximin trên 40 triệu bảng Anh. Depay muốn rời Barca ngay lập tức. Cầu thủ người Hà Lan đã xác định thời gian gắn bó với đội bóng đội chủ sân Camp Nou đã kết thúc. Depay mới chỉ chuyển đến Barca được một năm nhưng không để lại được nhiều dấu ấn. Các nguồn tin của Tây Ban Nha xác nhận rằng Juventus là một trong những lựa chọn hàng đầu của Depay. Khi La Liga chưa đầy 2 tuần nữa là sẽ khởi tranh, Depay phải chạy đua với thời gian nếu muốn rời Barcelona sớm nhất có thể. Henderson chỉ trích MU. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với TalkSport, thủ thành Dean Henderson đã có những chia sẻ gây tranh cãi về quãng thời gian khoác áo nửa đỏ thành Manchester. Mùa giải trước diễn ra đầy khó khăn với tôi. Ban huấn luyện MU hứa hẹn sẽ trao cho tôi sân bắt chính, nhưng tôi bị Covid và sau đó không có nhiều cơ hội ra sân. Barca chưa trả tiền cho Leeds vụ Rafinha. Barca đang đề nghị Leeds chờ tới khi họ đăng ký thành công Rafinha thi đấu ở La Liga thì mới thanh toán tiền. Và sự chờ đợi này có thể kéo dài tới tận tháng 1 năm sau. Mane phấn đấu vì trẻ em. Tân binh của Bayern Munich, Sadio Mane tiết lộ, trẻ em chính là động lực lớn nhất để anh phấn đấu thành công hơn trong sự nghiệp. Sau khi thành danh và trở nên giàu có, Mane đã mang rất nhiều tiền về để ủng hộ cho trẻ em ở quê nhà Senegal. MU nhắm sao Barca thay Telles. Man United được cho là đang tích cực đàm phán với Barcelona về thương vụ của hậu vệ Sergio Des. Đây được xem là sự thay thế cho sự ra đi của Alex Telles. Theo tờ The Sun đưa tin, nếu MU chiêu mộ thành công hậu vệ người Mỹ, cái giá mà Quỷ Đỏ phải chi ra không ít hơn 17 triệu bảng. Sergio Des là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải,
Anh có thể đảm nhiệm rất tốt ở hành lang cánh trái. Cầu thủ này cũng có một số trận được xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái và thi đấu vô cùng ấn tượng. Đây là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Ten Hag rất thích sử dụng. Brighton phủ nhận Cucurella sẽ sang Chelsea. Mới đây, hàng loạt tờ báo uy tín của Anh đưa tin Marc Cucurella chuẩn bị gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ người Tây Ban Nha, Brighton, nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Sau khi xuất hiện một số tin đồn, chúng tôi xin xác nhận lại là chưa có thảo luận nào liên quan đến Marc Cucurella, trang Twitter chính thức của Brighton thông báo. Conte muốn có sao Roma. Tottenham là đội có nhiều tân binh nhất trong Big Six, nhưng gà trống chưa muốn dừng lại. Theo tờ Daily Express, huấn luyện viên Antonio Conte đang yêu cầu câu lạc bộ hỏi mua Nicolas Zaniolo từ AS Roma. Đội bóng thành London sẽ có lòng một trong hai cái tên Tanganga và Reguilon vào bản hợp đồng này. Leicester City lại từ chối Chelsea. Theo tờ L'Équipe của Pháp, Leicester City tiếp tục từ chối lời đề nghị trị giá 62 triệu bảng từ Chelsea dành cho trung vệ Wesley Fofana. Đội bóng thành London đang rất nghiêm túc trong thương vụ này bởi những mục tiêu còn lại là De Ligt và Koundé đã không còn khả thi. MU chuyển hướng sang Neves. Thương vụ của Frenkie de Jong trở nên khó khăn với MU trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch chuyển hướng sang tiền vệ Ruben Neves. Cầu thủ của Wolves muốn ra đi để tìm một đội bóng lớn hơn để thi đấu. Hiện tại, theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, Ruben Neves hiện có giá hơn 33 triệu bảng. Real có thể chiêu mộ Ronaldo. Real Madrid đang có ý định chiêu mộ thêm một tiền đạo ở mùa hè năm nay để thay thế cho Eden Hazard và không ngoại trừ khả năng đó sẽ là người cũ Cristiano Ronaldo. Theo những nguồn tin quốc tế, Real Madrid đang rơi vào cảnh thiếu tiền đạo trước thềm mùa giải mới khi mà Karim Benzema đã lớn tuổi, còn Eden Hazard không đáp ứng được kỳ vọng của Los Blancos. PSG ve vãn Bernardo Silva. PSG đã mang về 4 tân binh trong mùa hè này, nhưng họ vẫn đang muốn bổ sung một cầu thủ tấn công để chia lửa với bộ ba Messi, Neymar và Mbappe. Nguồn tin từ Foot Mercato cho biết, người được nhà đương kim vô địch Ligue 1 nhắm tới đó là tiền vệ tấn công Bernardo Silva của Man City.